cái điều mà chúng ta hay tự hỏi rằng với một chiếc xe bán tải có khoảng sáng gầm xe lên tới 285 và chiếc lốp là lốp AT, lốp O-Terrain, đi các loại địa hình thì đi trên đường nhựa nó có bị sóc hay không? Và bây giờ thì tôi đang đi ở tốc độ rất thấp. Rất thấp ạ. Hãy cảm nhận, hãy dành một chút cảm nhận. Đường đây là những con đường trong phố. Thực ra nếu như nói về cái độ đàn hồi của lốp thì ta có thể cảm nhận rõ hơn. Nhưng nếu như về cái độ cứng vững và cái độ êm của cái hệ thống treo Fox Racing nó mang lại ấy, thì đây là một sự khác biệt. Thậm chí tôi thấy nó còn êm hơn cả chiếc Wrangler Wildtrak 2.0 Biturbo mà tôi vừa mới chạy. Và trên Raptor, nó có thể chạy phố, nó có thể chạy đường xấu, nó có thể chạy đường siêu xấu, nó có thể leo đá, nó có thể chạy đường tuyết, nó có thể chạy vào đường cát mà bạn sẽ không phải hạ áp suất lốp. Đó chính là Ford Ranger Raptor. Những cái điểm mà tôi... Và các bạn hãy nhìn ngay phía sau vô lăng chính là màn hình. Trên Ranger thường thì các bạn sẽ thấy vì sao tôi gọi đấy là chiếc bán tải dành cho phố. Cái đồng hồ vòng tua nó bé xíu à? Nó bé, mình nghĩ là bé như cái mặt đồng hồ này thôi. Nhưng mà trên Raptor các bạn hãy nhìn xem, đồng hồ vòng tua rất to, nó gắn bên trái. Nó không phải đồng hồ digital, vẫn là đồng hồ kim, số gắn cố định bình thường. Nhưng các bạn sẽ thấy được là nó sẽ nhấn mạnh vào cái tính thể thao. Và cái tua đỏ nó nằm ở khoảng 4.500 đến 6.000. Trên cái động cơ này thì thực sự nếu mà nói về động cơ biturbo ấy, 2.0 lắp trên cả Ranger, lắp trên cả Everest, lắp trên cả Raptor ấy, thì thực sự đấy là một cái bài toán rất thông minh của Ford trong việc trang bị động cơ cho các dòng sản phẩm. Nó rất tối ưu về mặt chi phí. Còn trên Raptor tất nhiên họ sẽ phải điều chỉnh phù hợp với công suất của xe, với cái hiệu năng của xe. Nhưng để mà nói mà thỏa mãn thực sự với mẫu xe này thì tôi nghĩ phải lắp động cơ 3.5 EcoBoost. Và khiến chiếc xe này trở nên thật là, nói chung là không biết nói gì nữa. Còn với động cơ 2.0 này vẫn đủ thôi, chỉ đủ. Muốn dư giả hơn thì chắc chắn phải là 3.5 EcoBoost. Bởi vì động cơ này, động cơ 2.0 biturbo này, công suất nếu về mặt lý thuyết thì các bạn sẽ thấy được là nó 213 mã lực và mô men xoắn nó 500 N. So với động cơ 3.2 cũ ấy, thì nó khoảng 200 mã và 470, các chỉ số nó đều vượt trội. Tuy nhiên nạp khí tự nhiên nó vẫn có những thứ rất là hay. Nó không phải ép, nó không phải gì cả, mà đạp cú nào biết cú đấy và cảm giác nó sướng. Khi mà tôi chạy tua cao trên cái Raptor này thì cái động cơ nghe nó hơi gào. Chính vì vậy mẫu xe này cũng được trang bị hộp số 10 cấp. Khi chúng ta chạy cao tốc lên đến khoảng 100-120 thì có thể là các bạn sẽ chuyển lên lược số 9, số 10, và khi đấy nó lại êm do. Và thưa các bạn, khi mà đi trong phố ấy, bạn sẽ thấy cái sự khác biệt nữa so với cả Ranger biturbo ấy, thì là cái vô lăng này nó sẽ nặng hơn. Vô lăng chắc chắn nó sẽ nặng hơn. Thực ra tôi cầm lái Ranger biturbo mình không thích cái vô lăng nó quá, bởi vì nó nhẹ quá. Đi trong phố kiểu như chị em ấy, kiểu thì thích, nhưng mà nhẹ quá mình không có sướng. Thì cái vô lăng này cái cảm giác nó chắc hơn, nó đầm hơn. Rất đơn giản, bởi vì các bạn nhìn cái kích thước lốp của xe là các bạn sẽ thấy nó bánh nó to như thế kia, thì để điều khiển nó thì chắc chắn là không thể để nó nhẹ quá được. Đó là quá cơ bản trong cái phần thiết kế xe, và đặc biệt là bây giờ Ford phát triển những cái dòng sản phẩm như này quá tốt. Và khi mà chúng ta chạy trên những con đường trường, đường cao tốc ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái động cơ, mặc dù giống với động cơ Ranger, vẫn động cơ 2.0 biturbo, nhưng mà cái khả năng hoạt động, cái độ nhạy của cái chân ga và cái phản ứng của cái vòng tua mà các bạn đang nhìn này thì nó tốt hơn nhiều. Ví dụ mình có thể ép tua cao rất nhanh, đấy, nó có thể lên nhanh. Chạy Ranger biturbo mình có cảm giác nó hơi bị lịm khi mà mình ép ga lên. Đó là khả năng chạy tua cao trên Raptor thì nó khác hẳn. Cái thứ hai nữa là khả năng cách âm. Khả năng cách âm bạn chạy ở 60, 80 nó rất khác. Tiếng ồn từ động cơ vọng vào khoang xe là không nhiều đâu. Không nhiều, thực sự là vậy. Còn về cái độ êm cũng vậy, nó cũng là một sự khác biệt khi mà cái mẫu xe này đã sử dụng hệ thống khung gầm nha các bạn. Hệ thống khung gầm và hệ thống treo khác hoàn toàn so với Ranger.
Và nói về cái khả năng bay nhảy thì thực sự nếu như nói so với tất cả những cái dòng xe bán tải có mặt trên thị trường thì khả năng bay lên và đáp xuống thì Raptor bây giờ tôi phải khẳng định luôn nó là số 1, bởi vì những từ đó tôi đã thử bên những cái cung đường cực kỳ khủng khiếp bên Úc rồi. Cùng là một chiếc xe bạn có thể bay bằng Morning, tôi chắc chắn, bởi vì bạn chỉ tìm một con dốc nó đủ dốc lên vừa vừa, bạn chạy tốc độ 90 km nó sẽ bay lên được, bạn chạy bán tải nó cũng bay lên, bạn chạy SUV nó cũng bay lên, nhưng cái khả năng đáp xuống nó như thế nào đấy mới là khác biệt. Với Morning, nếu mà chạy 90 bay lên, mình nghĩ rằng hai cái thụt trước của nó khả năng là như này, đập bột phát xuyên lên này, điều đấy rất rất dễ xảy ra, đã từng có nhiều chiếc xe bán tải gặp vấn đề đó thưa các bạn. Nhưng với Raptor thì mình nghĩ không, bởi vì mình đã bay rất nhiều, nó lại không phải bay lên đáp xuống ngay, mà cái khả năng bay lên nó lại nhún 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 này, bay vài cái rồi nó mới làm rình cái xuống, thì Raptor nó hoàn toàn khác biệt, nó rất êm, nó không khác gì khi bạn ngồi trên một chiếc ghế, các cái đệm nó khác nhau, bạn nhảy lên thì những chiếc ghế có đệm xịn, có lò xo giảm chấn tốt, khung đủ cứng thì bạn nhảy thoải mái, bạn cảm nhận khi mà đáp xuống bạn sẽ rất là êm như này đấy, bạn cứ thử mà xem, nó khác nhau. Thì cái ghế mà ghế gỗ chẳng hạn thì bạn ngồi lên thì bạn nhún thì phải cẩn thận đấy. Rất nguy hiểm đấy, đó là khác nhau. Còn bây giờ thì hãy mời các bạn xem lại những cái khoảnh khắc mà chúng tôi đã từng lái thử cái mẫu xe này trên ở trên đất nước Úc. Vâng, những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng tôi đang vào một cái mỏ than và phải đi qua một cái đèo. Thì thực sự nếu mà khi mà đi đèo thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái chế độ S Sport Mode thể thao ạ. Thì khi đó cái động cơ nó hoạt động ở tua cao hơn và cái hộp số nó sẽ sang chậm và trả nhanh. Như vậy thì cái cơ hội để có được cái moment xoắn tốt là sẽ tốt hơn nhiều khi mà chúng ta cần lực để đẩy leo dốc. Thậm chí tôi đang chỉ cần dùng ở chế độ 2H thôi. Và nếu như dốc cao thì mình về M đi, chạy M cho nó thích. Chạy M cho nó thích, nó ghi máy tốt hơn. Đây, ngay lẫy chuẩn số này thì lẫy này thì nó như cái thanh kiếm, thanh bảo kiếm ấy các bạn ạ. Dùng thích lắm. Trong đây là một chiếc xe có thể off-road nhưng khả năng thể thao là rất tuyệt vời. Đây mới là đường bê tông thôi, đường bê tông nhỏ em, vẫn êm. Nói chung là cái hệ thống cung gầm và cái hệ thống treo của nó, thực sự mà nói nó là sự khác biệt rất lớn so với tất cả những cái mẫu xe bán tải còn lại, thưa các bạn. Rồi bây giờ ông chủ Hùng Xe Cỏ sẽ đi thăm cái mỏ than của mình, xem anh em làm việc như thế nào. Đây là một mỏ than ở địa phận Quảng Ninh. Ở đường vào thì vào mỏ than thì thực sự đây là một con đường mà tôi nghĩ là chỉ phù hợp với những chiếc xe bán tải. Tất nhiên rồi, các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài xe bây giờ nó còn không còn một cái lớp sơn bóng hay gì cả, mà nó phủ lên một cái lớp bùn đen, nhưng trông vẫn đẹp, bởi vì cái đường nét của xe bán tải vào những con đường như thế này nó thậm chí còn đẹp hơn nữa. Chút nữa nếu mà về đô thị cần chở bạn gái đi đâu đấy, nhà hàng 5 sao, với chiếc xe này tôi rửa sạch kể lại đẹp dài ngay. Đi những đường như thế này thì tôi sẽ sử dụng chế độ 4H, bởi vì tốc độ đi trong đường này nó cũng không thể đi nhanh được, 3-40 thì cua thì cũng cua chậm. Này các bạn có thể thấy mình cài 4H thì lực nó sẽ chuyển động ra cả dẫn động, truyền ra cả cầu trước nữa, thì cái cảm nhận cái độ gần của xe là có một chút. Hơi tiếc mẫu xe này không có vi sai trung tâm để chia ra, thì khi đấy mình chạy tốc độ cao 80-90 có lẽ vẫn được ổn. Nhưng mà nếu mà như vậy nó lại chia theo tỷ lệ thì chẳng khác gì xe Đức nữa, thì thế thì khó quá, thế thì hơi khó. Nhưng rõ ràng là với một những cái xe bán tải bạn có thể gặp bất kỳ trên đường, mà cụ thể là Ranger chạy ở cung này, đường này cũng rất nhiều, thì nó là một cái tác dụng của chính những cái dòng xe này. Bạn có thể có một cái mẫu xe đi phố, bạn có thể đi về mỏ để thăm, phục vụ cho công việc của bạn. Bạn có thể chất hàng lên cái khoang chở đồ phía sau, cái thùng phía sau, thoải mái luôn.
và cũng xin thưa với các bạn, để vào được những con đường lên những cái mỏ than này thì cũng không hề đơn giản đâu nhá. Mời anh em tham quan mỏ của mình nhá. Đó, sau cơn mưa thì phải mất rất nhiều thời gian tôi mới tìm lại con đường vào mỏ của tôi. Có lẽ ở cái điều kiện đường mưa trơn như này thì tôi đương nhiên là tôi cài hai cầu nhanh, và tôi sẽ chuyển sang chế độ hơi xình lầy một chút nhé. Đấy, hơi xình lầy một chút. Đây, map and sand. Wow, một con caterpillar quá to luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ thử chế độ này. Cái hay trên Ranger ấy là tôi có thể sở hữu cái xe, một cái xe nhưng mà lại 6 trong 1. Tôi đi phố, tôi đi thể thao một chút, tôi đi đường lầy, tôi leo đá, tôi đi cát, xe sẽ tự động điều chỉnh thôi. Dù gì thì thì cái việc tự động thì nó vẫn tốt hơn bằng tay thôi bạn. Wow, đây là một cái mỏ rất là lớn ở Quảng Ninh thôi bạn. Mỏ này tôi đầu tư cũng khá nhiều rồi đấy. Thế mới có tiền mua Raptor. Đấy, các bạn có thể thấy cái toàn cảnh rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Wow. Rồi anh em cần than đen, cần vàng đen gì gì đấy thì báo mình nhá. Tặng luôn cả thùng luôn. Đấy, gầm cao, tốc độ không quá cao thì Raptor có thể nói là quá tuyệt vời. Tuy nhiên khi mà đi trên đường dốc ấy thưa các bạn, đường đèo dốc ấy mà bằng phẳng nhựa bám ấy, thì bởi vì cái gầm nó khá là cao cho nên cái việc cua ở cái tốc độ cao thì cái hệ thống an toàn nó phải can thiệp khá là vất vả. Bạn có thể cảm nhận được cái sự trượt và cái sự phanh của từng bánh trên xe nếu mà cua. Trên Raptor này nó khác cái Ranger Biturbo ở cái chỗ là cũng không có cái Adaptive Cruise Control. Tôi cũng không thấy cái hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, có lẽ không cần. Với những người mà đã thích Raptor thì những đấy không phải là những thứ mà tôi thích. Tất nhiên cũng có một phần, ví dụ ông anh tôi chẳng hạn, anh ấy chọn một con Raptor màu đỏ. Thế mà hỏi bảo anh mua làm gì, bởi anh là dân hay làm ở văn phòng ở studio thôi. Anh bảo là tao mua thi thoảng tao đưa bạn tao đi vào những cái vùng nào nó sâu sâu tí, nó cũng phẳng phẳng, đường nó không phải khó khó. Tôi không thích chinh phục đường quá khó đó. Nhưng mà đấy, vào giữa rừng chẳng hạn thì cũng cần những chiếc xe như thế này, hoặc là vùng vỏ mỏ, vùng cát, vùng bãi cái hoang mạc nào đấy thì cũng cần những chiếc xe như thế này thưa các bạn. Quá dễ dàng. Thực ra con đường này nó cũng chưa nói lên điều gì so với cái khả năng của Raptor cả. Nhưng dù gì thì vẫn phải nói là tôi vẫn thích cái động cơ nó phải 3.5 EcoBoost. Tất nhiên lúc đấy tôi phải chi trả, tôi phải cắt cái phần mỏ này ra nhiều hơn để chi trả cho cái việc mua xe. Cô thương các bạn ạ, vừa đến đây thì trời cũng đã tạnh mưa rồi. Và các bạn thấy đấy, như các bạn có thể thấy đây, những chiếc bánh này, những chiếc lốp này, những chiếc gai này, lốp địa hình, BF Rutic, cái all-terrain này. Với những cái xe thiết kế kiểu như thế này thì đi đến những cái đường địa hình như thế này nó chỉ là muỗi. Và bây giờ các bạn hãy xem, đây là chiếc mỏ của tôi. Nếu như tôi mà có chiếc mỏ này chắc tôi phải mua nguyên Raptor rồi G rồi cứ xe gì là ông hoàng địa hình tôi mua hết. Và đây các bạn nhìn xa xa có rất nhiều những chiếc xe siêu trường làm việc tại cái mỏ than này. Tôi nhớ không nhầm đây là mẫu Caterpillar HD785. Và mẫu xe này nếu như có cái khối lượng không tải ấy là nó khoảng đâu đó khoảng 90 tấn gì đấy, và nó chở cũng được khoảng đấy. Tổng cộng nếu mà nó full tải lên đầy tải thì chắc là cũng phải 160, 170, 180 gì đấy. Và mẫu xe này nếu mà nói về dung tích xi lanh, mình nhớ không nhầm, đọc cái thông tin này khá lâu rồi, nó khoảng 23 lít. 23 lít chứ không phải 2.3 hay là 2.0 đâu nha các bạn. Mô men xoắn cực đại mình không nhớ, nhưng chắc là phải tính được vài ngàn, 3-4 ngàn gì đấy. Và mã lực thì cũng xin thưa với các bạn là cũng khoảng 700-800. Và cái bánh của nó đã cao tới 2m7, nó gấp đôi cái chiều cao của tôi rồi. Và chắc chắn rồi, các bạn hãy xem là cái chỉ số về công suất máy của nó rồi vân vân thì nó là
cái dòng xe được thiết kế đặc chủng cho để đi những cái đường này. Nó không thiên về công suất, không thiên về vận tốc cực đại, xin lỗi. Vận tốc cực đại nó đâu đó khoảng 70 km/h thôi. Ước gì mà tôi tiến về sát nó, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn. Còn bây giờ thì anh em nào thích có một ít than làm kỷ niệm nhỉ? Hãy subscribe, hãy rung chuông, tôi sẽ chở bằng chính Raptor sẽ tặng cho các bạn. Bởi vì rất đơn giản, hôm nay nó là của tôi, còn ngày mai không biết là của ai.